Mạng lưới sông ngòi Việt Nam VNR vừa phát đi thông cáo báo chí phản đối việc lắp sông Đồng Nai để thực hiện dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai. Theo VNR, dự án cải tạo cảnh quan trên thực chất là hoạt động lớn chiếm và tạo hạ tầng cản trở dòng chảy, chiếm mặt nước và dòng chảy tự nhiên của sông. Việc làm này sẽ làm suy giảm chất lượng nguồn nước, tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ gây ra sói lở bờ sông. Mặt khác, VNR cho rằng sông Đồng Nai là tài sản chung của nhiều người, không thuộc riêng tỉnh Đồng Nai, nên tỉnh phải dừng mọi hoạt động xây dựng cho đến khi có các nghiên cứu về tác động của dự án với sự tham vấn ý kiến đầy đủ của các bên liên quan. VNR cho biết sẽ gửi kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân tỉnh và các bộ ngành có liên quan. Trong trường hợp tỉnh không chấp thuận, cơ quan này sẽ kiến nghị lên Thủ tướng. Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai có quy mô 8,4 hectare, trong đó 7,7 hectare là diện tích mặt nước. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao cho công ty Toàn Thịnh Phát thực hiện.